Nắng gắt cha mi. Đã chứng quả chánh biến tri do ngài ngộ không thầy chỉ dạy, còn đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu, con xin vâng giữ điều học là quý. Xa giữ điều học là giữ điều học là con xin vâng giữ điều học là quý. Tránh xa sự giới vui, uống rượu và các chất say. Mà cô thường mẫn Vanati Bata Vairamani Sikkha Padang Samadhiyami Adinnadana Vairamani Sikkha Padang Samadhiyami Kamesu Michchachara Vairamani Sikkha Padang Samadhiyami Musavada Vairamani Sikkha Padang Samadhiyami Surameraya Maya Pamadathana Vairamani Sikkha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy nên chư thiện tín và đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha. Mời cô tư vấn sám hối ba ngôi tam bảo. Aman thành tê và dạ, chúng con xin vâng và dạ, sau đây con xin sám hối Phật Pháp Tăng. Un ta mang ghê na quăng đề hăng ba đa băng sum qua rút ta mang bột thề vô kali tô đô sô bột thô kha ma tú tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Bụt tà măng ghê na quanh đề hăng, đam manh cha đu vi thăng hòa răng, đam mê vô khả lý tô đô sô, đam mô khả ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
Cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quanh đề hăng, sẵng hành cha đu vì thôn tà măng, sẵng khê dô khả lý tô đô sô, sẵng khô khả mà tú tăng mà măng. Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ, sau đây con thành kính đảnh lễ sư Thượng Tọa Pháp Thanh và sư Đại Đức Thanh Tâm. Dạ, con sẽ xin đọc bài thỉnh Pháp Sư ạ. Dạ, xin đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nha. Dhamma, Dhamma, Desana, Ya, Chana, Gatha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa răng a wa cha tha sang ti ta sang ta ba ra yam ca ya ti ca ye se tu tham mang anu cam bi măng ba chăng sắc ma bê rim quỳ na chăng cha ca dăng sục tinh cha bắn thăm a thi thăm ma chăm măng a cô ta dăng tô cha tu sắc cha đăng đăng ba bồ pha nay ye ba ri sa ya mạch chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, một lần nữa, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh quan hỷ và đăng đàn cho chúng con một bài pháp hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin xuống mất. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Ca. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính chào quý tu nữ và tất cả quý phật tử. Giờ thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái câu 65, các vị ở kê sá bú tá. Thì hôm rồi chúng ta học qua 7 đoạn, nhưng mà cái câu này nó hơi dài. Còn lại 9 đoạn.
Đúng ra thì chúng ta sẽ học hai ngày hôm nay và ngày mai, nhưng mà vì ngày mai là sư phải có công việc về chùa Pháp Bảo và theo cái hàng tháng, cho nên hôm nay thì chúng ta học và ngày mai thì chúng ta sẽ nghỉ một ngày. Thỉnh Đại Đức Thanh Tâm quan nghỉ chủ trì dùng buổi sinh hoạt buổi học ngày mai. Bây giờ trong cái phần chánh kinh này thì nó có nhiều câu nó trùng lặp, cho nên sư sẽ đọc mà những cái gì mà cần yếu, bỏ qua lược bớt những cái nó trùng lặp với nhau. Cho nên xin đạo tràng quan hỷ. Tám. Như vậy này các Ca La Má, điều ta vừa nói với các ngươi chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Như này các Ca La Má, khi nào tự mình biết như sao, các pháp này là bất thiện, các này là có tội, các pháp này bị người có trí quở trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này các Ca La Má, hãy từ bỏ chúng, đều đã được nói lên như vậy, chính do nguyên nhân như vậy được nói lên. Đoạn thứ 10 thì cũng giống như đoạn trên. Đoạn thứ 9 giống với đoạn thứ 8. Đoạn thứ 10. Các ngươi nghĩ thế nào này các Ca La Má, không tham khi khởi lên. Không tham khi khởi lên trong nội tâm của người nào khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc, bất hạnh hay bất hạnh lâu dài cho người ấy. 11 là không sân, 12 là không si, 13 các ngươi nghĩ thế nào, các pháp này thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. Bị các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội, bạch Thế Tôn. Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực thiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc hay ở đây là thế nào? Được thực hiện chấp nhận bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc ở đây đối với chúng con là vậy. Thì ở đây tức là khi mà các cái pháp mà không tham, không sân, không si thực hành cái sự an lạc. 14. Như vậy này các Ca La Má, điều ta vừa nói với các ngươi chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin theo truyền thống như ở đoạn trên. 15. Này các Ca La Má, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác chánh niệm với tâm câu hữu, với từ, với bi, với hỷ, với xả. Cũng vậy, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thải phương xứ, cùng khắp vô biên giới, kẻ ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu, với xã quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị thánh đệ tử này này các Ca La Má, với tâm không quán hận như vậy, không sân như vậy, không quế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại người ấy đạt được bốn sự an ủi.
mười sáng, nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục, các nghiệp thiện ác sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ủi thứ nhất. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục, các nghiệp thiện ác thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta sống với tâm không quán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ủi thứ hai. Vị ấy có được, nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ được khổ đau? Đây là an ủi thứ ba. Nếu có việc ác không có làm như vậy, cả hai phương diện do tâm ta chủ ý hay cố ý, do ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh, đây là an ủi. Thứ tư, vị ấy có được. Thánh đệ tử này, các ca la má, với tâm không quán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi. 17. Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn. Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn. Vị thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không quán như vậy, không sân như vậy, với tâm không quế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại có được bốn an ủi, nếu có đời sau, giống như đoạn trên. Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy Thế Tôn, quy Pháp, quy chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Chúng con trọn đời quy ngưỡng. Thì ở đây là Đức Phật nói đến khi mà cái đoạn kết, tức là đoạn 16, 17, nói nếu mà trong đời sống, nếu mà một cái vị á, mà thực hành theo những cái điều thiện lành thì vị ấy sẽ có được cái bốn cái hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại, là giới mong muốn sẽ được đạt đến những cái cõi thiền thú và những cõi an lạc. Đó là cái an ủi thứ nhất. Rồi mà sống không có làm những cái tâm không có những điều ác, không sân, không phiền não, thì cái nội tâm an lạc là cái an ủi thứ hai, dễ có được. Thứ ba là nếu mà chúng ta tránh xa những cái điều ác thì sẽ tránh được những cái thọ khổ, thọ khổ về tâm, thọ khổ về thân, là cái điều đạt được thứ ba. Và điều thứ tư là khi có được những cái việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện về cái sự chú tâm, tức là tránh xa, có sự cố ý để tránh xa những cái bất thiện, do cái sự ghi nhận sáng suốt tránh xa những cái bất thiện như vậy đó, thì làm cho cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh an ổn. Đó là cái điều an lạc thứ tư mà cái vị thánh đệ tử đạt được. Đó là qua cái phần chánh kinh. Thì hôm rồi thì sư cũng có nói qua về cái niềm tin. Thì thường thường đó là trong đời sống chúng ta có một cái niềm tin hay là ở trong diệu pháp, cái sắc tha hay là cái sở hữu tính, tức là cái niềm tin đó, chúng ta đặt vào một cái đối tượng, một cái nhân vật, một cái người nào đó
có những cái điều mà để cho chúng ta nảy phục, chúng ta tin vào cái đối tượng đó. Thì quý vị thấy rằng ở những cái tôn giáo khác hay là những cái truyền thống của dân gian, người ta lựa chọn ra những vị thần, là vị vua chúa, để người ta đặt cái niềm tin. Rồi các tôn giáo thì có thờ Thượng Đế, Đức Chúa Trời, rồi Ngọc Hoàng, là những cái người mà coi như có cái quyền năng. Rồi bên dưới là có những có các cái vị thần, người ta tin vào những cái truyền thống đó. Thì cái niềm tin đó, nó sẽ lựa chọn một cái đối tượng cao quý để đặt cái niềm tin. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng có hai loại niềm tin. Những cái chủ thuyết tin vào các cái đối tượng quyền năng, thần linh, có quyền ban thưởng, trừng phạt. Rồi những cái người đó đó, họ tin vào rồi họ cầu khấn gian sinh. Nhưng mà sự thật ra thì ở trong thế gian này á, không ai có quyền định đoạt cái số phận cho người khác, không ai có thể có quyền tạo cái nghiệp cho người khác. Cho nên cái niềm tin đó là cái niềm tin không có đúng đắn, niềm tin sai trái. Còn một người tin vào cái nghiệp lực, tin vào nghiệp lực của mỗi chúng sanh, tin vào cái nhân quả, rồi tin rằng những ai làm những cái việc lành thì nó sẽ đem đến cái quả an vui, những ai tạo những cái nghiệp ác thì sẽ đưa đến cái sự đau khổ, và không ai có thể mà cầu khấn gian sinh để mà mình được an ổn. Cho nên khi mà có cái niềm tin như vậy thì gọi là cái chánh tín, tức là tin vào nhân quả, tin vào nghiệp, và tin vào cái sự mỗi nghiệp, mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Thì khi mà có cái niềm tin như vậy gọi là chánh tín, hay là gọi là cái niềm tin trong sạch. Khi mà một cái người có cái niềm tin chánh tín trong sạch rồi đó, thì giống như cái niềm tin này đó, nó là thanh lọc mọi cái ô nhiễm, sai lầm tà kiến ở trong nội tâm. Khi mà chúng ta có được một cái niềm tin như vậy đó, thì chúng ta sẽ loại trừ những cái sai trái, những cái tà kiến mê lầm. Thì khi mà một người mà nhờ có cái sự hiểu biết, lựa chọn, chọn lọc cái niềm tin một cách đúng đắn rồi đó, thì cái người này sẽ theo đuổi một cái đường hướng đúng đắn. Thì ở trong thế gian á, có rất nhiều những cái tôn giáo, nhưng mà những cái tôn giáo nào gọi là những cái tôn giáo chân chánh thì sẽ có những cái đường hướng để giúp cho cái người tín đồ, là một là biết từ bỏ, sửa đổi những cái sai trái, tức là nếu mà trước đây chúng ta tin vào những cái sự ban thưởng trừng phạt, tin vào những cái phương pháp cầu khấn lễ lại gian sinh, tin vào những cái phương pháp thực hành thành thân hoại thể, để mà mong thoát khỏi những cái tội lỗi để đưa đến sự an lạc, hạnh phúc
Thì như vậy đó là cái niềm tin sai trái. Thì khi mà chúng ta có được một cái niềm tin chánh chánh tín thì nó sẽ thanh lọc, từ bỏ tất cả những cái niềm tin sai trái này, biết sửa đổi để tự hoàn thiện, cải chính cái đi kiếm của mình, đi theo cái con đường đúng đắn. Rồi cái quan trọng thứ hai là biết làm cho cái trí tuệ mình phát triển, tức là chúng ta phải nỗ lực học tập, chúng ta phải tìm hiểu một cách rõ ràng cái khổ đau của cái đời sống hiện tại này, nguyên nhân nó từ đâu. Khi mà chúng ta tìm hiểu biết rõ chắc chắn cái nguồn cội, cái nguyên nhân của khổ đau, thì chúng ta sẽ tìm học những cái phương pháp để đối trị với cái khổ đau này, để đạt đến cái sự chấm dứt khổ đau. Cho nên là chúng ta khi có sự hiểu biết rồi đó, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực học hỏi qua kinh điển, nghe pháp, rồi sau khi học hỏi, nghe, ghi nhận, suy tư, chúng ta thực hành để có một cái nội tâm sáng suốt trong cái đời sống hiện tại hàng ngày. Với cái sự hiểu biết rồi, chúng ta có một cái đời sống với trí tuệ sáng suốt, tịnh tỉnh, thì như vậy đó, chúng ta sẽ diệt trừ những cái tà dại bất thiện khi nó vừa sanh khởi, đem đến một cái đời sống an lạc. Rồi khi như Đức Phật dạy, khi mà chúng ta nghe một điều gì hay là thấy một cái điều gì, thì chúng ta phải suy xét một cách cẩn trọng, nhất là chúng ta luôn luôn phản tỉnh, xem xét cái nội tâm, chính những cái suy nghĩ, những cái dự tính, những cái tác ý, nó sẽ dẫn đến cái hành động và nói năng. Chính vì cái tác ý này, cái suy nghĩ này, những cái dự tính trù lập để chúng ta sẽ làm những cái điều gì, sẽ nói những cái điều gì, chính cái này nó dẫn dắt, nó đưa tới cái tạo nghiệp, tạo từ cái ý nghiệp, nó sẽ dẫn dắt để tạo cái thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mà chính cái thân nghiệp và khẩu nghiệp ngay trong đời sống hiện tại này đó, do cái gì? Do cái tác ý suy nghĩ, rồi nó dẫn đến hành động nói năng, mà thường xuyên trong đời sống chúng ta lặp đi lặp lại những cái suy nghĩ này, rồi cái hành động, cái nói năng này đó, thì nó gì? Nó sẽ đưa đến một cái, nếu mà trong đời sống chúng ta không có tạo những cái cực trọng, chính cái thường nghiệp hàng ngày này đó, nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh. Quý vị biết rằng chính cái thường nghiệp này nó tạo cái thường cận y duyên. Chính cái thường cận y duyên này nói theo nó là nó gọi là cái tánh. Cái tánh này đó là nó được quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, nó tạo thành cái thường cận. Rồi nó ẩn tàng, nó chứa đựng trong cái nội tâm của cái người đó. Ở người ta nói là cái tâm thì dễ sửa, nhưng mà cái tánh thì khó đổi. Tại vì cái tâm nó mới vừa suy nghĩ, mình có thể mình biết mình sửa đổi được, nhưng mà cái tánh nó là cái thường cận của nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là trở thành mà cái tánh hay là cái tập đó, thì khó mà sửa.
Cho nên đó là người ta nói sao, đối với những đứa trẻ nó mới vừa chập chững vào đời đó thì chúng ta phải hướng dẫn nó, chứ còn mà để lâu ngày những cái xấu xa nó tiêm nhiễm ở trong cái nội tâm rồi đó thì khó mà sửa đổi được. Cho nên chúng ta trong đời sống thì thường xuyên phải suy xét và phản tỉnh, xem xét cái ý, cái tác ý, cái suy nghĩ, những trù bị, những định dự tính của chúng ta, xem nó là thiện hay là bất thiện. Nếu mà những cái suy nghĩ thiện thì chúng ta sẽ thực hành, sẽ gìn giữ, sẽ dung bồi cho nó nhiều thêm. Còn nếu là những cái suy nghĩ bất thiện, mưu tính làm tổn hại, mưu tính gây khổ đau cho những chúng sanh khác, thì chúng ta phải kịp thời loại bỏ, diệt trừ tận gốc rễ. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ tránh được những cái quan trái và những cái nhân bất thiện ngay trong đời sống hiện tại, và từ đó thì chúng ta sẽ dung bồi được những cái điều thiện lành. Giống như trong chánh kinh Đức Phật có nói, nếu mà hàng ngày chúng ta sống với tâm từ, tâm bi, hỷ, xả, đối với trong nội tâm chính bản thân mình, rồi phát triển cái tứ vô lượng tâm này biến cùng khắp bốn phương, rồi biến mãn cùng khắp đối với tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, ngay chính trong nội tâm của chúng ta có được cái sự an lạc, an ổn tốt đẹp, mà các chúng sanh xung quanh, những người thân hay là những chúng sanh xung quanh chúng ta mà chúng ta không thấy được, như là các phi nhân hay là các vị chư thiên, họ cũng cảm nhận được những cái an lạc tốt đẹp này để đem đến một cái đời sống an vui hạnh phúc. Cho nên là nhờ có sự hiểu biết, rồi chúng ta cẩn thận suy xét phản tỉnh những cái tác ý, những cái suy nghĩ cũng kịp thời dập tắt những cái tác ý bất thiện, rồi gìn giữ, dung bồi, phát triển những cái tác ý, những cái suy nghĩ, thực hành, nói năng để đem đến sự an ổn cho chính bản thân và đem đến sự an vui cho những người xung quanh, thì đó là một cái điều tốt đẹp. Cho nên chúng ta là cái người tu thì chúng ta phải cẩn thận xem để chúng ta lựa chọn một cái niềm tin. Khi mà chúng ta có những cái niềm tin chân chánh, nó là một cái nền tảng để dẫn đầu các pháp thiện. Trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng có nói, khi có những cái bậc thiền thiện, những bậc thiền trí, rồi nhờ có cái niềm tin, thì cái người thiện nó mới đến gần gũi các cái bậc thiện trí thức để mà nghe. Khi nghe với cái tâm chú tâm, rồi có sự cung kính, thì nhờ có cái sự chú tâm nghe rồi cung kính với những cái điều học, thì chúng ta sẽ có sự ghi nhớ, rồi ghi nhờ có cái sự chú tâm nghe ghi nhớ, chúng ta mới suy tư phản tỉnh xem xét coi những cái điều mà cái bậc thiện trí này dạy có đúng hay không. Nhờ chúng ta suy tư xem xét như vậy, sau khi mà chúng ta xem xét phân biệt rõ, chúng ta mới thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành thì nó mới đem đến cái
cái lợi ích. À, cho nên á, cái quan trọng của cái niềm tin, tức là chúng ta phải sửa đổi, phải tìm hiểu thật cặn kẽ, rồi chúng ta cái niềm tin là chúng ta tin tưởng vào những cái đối tượng cao quý, ví dụ như là Đức Phật. Lúc đầu á thì chúng ta tin vào Đức Phật gì, tại vì ngài là một cái người toàn hảo, một cái người Phật tử sơ cơ, thì người ta mới tin về cái người mà có cái được ca ngợi, được tán thán, có 32 tướng đẹp, 80 tướng phụ, rồi hào quang sáng ngời. Lúc đầu là người ta mới đặt cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin của người ta còn cạn cợt, người ta chỉ tin về bên ngoài. Cho nên á, là sự thật ra đó, thời buổi ban đầu thì chưa có làm cái hình tượng của Đức Phật. Tại vì đa phần những cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại tiền đó, những chúng sanh này đó hữu duyên, cái niềm tin của người ta nó vững vàng rồi. Người ta chỉ cần khi mà nghe tới Phật pháp tăng là người ta đã có một cái niềm tin mạnh mẽ, không còn ngờ vực. Cho nên lúc đó không cần phải làm cái tượng. Thì sau này đó là bắt đầu mới làm nên cái tượng Phật. Cho nên á, chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của tượng Phật để mà làm đối tượng để chúng ta đặt cái niềm tin. Nhưng mà chúng ta tin ở đây không phải làm cái tượng cái vẽ nó về mỹ thuật nó đẹp, rồi là chất liệu nó bằng vàng bằng ngọc quý rồi đó mà nó đẹp. Ở đây cái tượng nó phải nói lên được ít nhất những cái vẻ đẹp của Đức Phật. Rồi cái vẻ đẹp của cái tượng là sao? Nó phải phản phất cái biểu hiện của cái từ bi và trí tuệ. Thì cái tượng đó dù là bạc chỉ bằng những cái loại đá thường, nhưng mà nó có cái vẻ đẹp để người khác người ta xác lập niềm tin. Còn một cái tượng dù bạc bằng ngọc quý hay là được thép vàng, nhưng mà nó không nói lên được cái hai cái ý nghĩa những cái tướng tốt của Đức Phật, như là những cái bính độc nó xoắn, hay là những cái mất cái gương mặt nó có nói lên cái hai cái đức tính là từ bi và trí tuệ. Thì dù là cái tượng đó là bằng vàng đi chăng nữa, nó cũng không có quý. Cho nên cái niềm tin ban đầu đó, chúng ta cần phải có một cái đối tượng, cái đối tượng này để chúng ta xác lập định đặt vào cái niềm tin. Nhưng mà khi mà chúng ta học pháp, hiểu pháp, thì khi mà chúng ta có một cái niềm tin chúng ta nó khá hơn, vững vàng hơn. Thì khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật là gì? Đảnh lễ về cái ân đức cao cả Đức Phật. Đảnh lễ giáo pháp là cái ân đức của giáo pháp, làm cho chúng ta loại trừ được những cái phiền não để đem đến một cái trí tuệ sáng vui, một cái sự an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Rồi chư tăng là những cái vị đang thực hành trên cái con đường giới định tuệ, thì lúc đó đó chúng ta có khi không cần phải có một cái đối tượng, không cần phải tạo một cái bàn thờ, nhưng mà lúc đó là trong nội tâm chúng ta, khi mà chúng ta đọc mà bút thăng sa la nằng gách trà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, là chúng ta đã có một cái niềm tin, cái hình ảnh về cái cao quý của Đức Phật nó đã có trong nội tâm chúng ta. Cho nên lúc đầu thì phải có một cái đối tượng, một cái đối tượng để chúng ta xác lập niềm tin. Nhưng mà khi mà cái niềm tin chúng ta tương đối nó vững vàng rồi đó, thì cái đức tin của chúng ta nó phát triển mạnh hơn rồi.
thì có lúc không cần phải phải có tượng Phật. À, rồi khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành, theo cái giáo pháp, chúng ta chứng nghiệm được cái giáo pháp này đó là thực tại hiện tiền, đến để mà thấy. À, những cái điều này tự mỗi người mình hành, để mình thấy, mình phân biệt danh sắc, phân biệt được cái nội tâm mình lúc nào là phiền não, lúc nào là an tịnh. À, cái điều này là mình phải học và mỗi người phải tự thực hành cho chính mình. À, khi mà mình thực hành, mình thấy nó rõ ràng thực tế. À, cho nên là lúc đó đó là cái niềm tin mình nó và được củng cố. À, rồi cho đến khi mà chúng ta những vị đã tạo trữ công đức các pháp độ đầy đủ, đạt đến những cái thánh đạo thánh quả từ Tu Đà Quần trở lên, thì Đức Phật nói sao? Những cái vị này đã có sự xác quyết, tức là lúc đó đó cái vị thánh đệ tử không bao giờ còn tin vào các cái tà thiết ngoại đạo, và không bao giờ còn theo những cái đường lối và thực hành sai lầm tà kiến. Cho nên á, là từ đó mới gọi là con của Như Lai. Vị này không bao giờ có cái phương hướng là đi theo ngoại đạo nữa. Vì cái niềm tin của vị này đã được xác quyết bất động rồi. Thì từ cái vị Tu Đà Quần, nếu mà chứng đắc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, là cái niềm tin vững vàng này, cho đến cái vị mà chứng đắc quả vị A La Hán, thì cái vị này đã có một cái sự khẳng định trong cái niềm tin của mình. Những vị mà thánh hữu học và là đã loại trừ được những cái sự nghi ngờ ngờ vực, thì khi mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả, tức là cái hiểu biết, cái niềm tin nó được khẳng quyết một cách rõ ràng thực tế, đó. Cho nên là ta mới nói rằng á, là các vị thánh lậu tận, các ngài không còn tin nữa, không tin. Ở đây là nói theo cái tục đế của thế gian, bởi vì các ngài đã đạt đến cái sự an ổn tuyệt đối rồi. Thì giống như cái người mà đi học luyện thi, khi mà học luyện thi đó thì tin vào các cái ông thầy, ông sẽ hướng dẫn, ông chỉ dẫn cho mình những cái bài tập, để mình đi vào cái phòng thi đó, mình làm cho được kết quả tốt đẹp. Thì khi mà cái người thí sinh này đó coi cái kết quả, biết là mình đã đậu rồi, thì như vậy là cái niềm tin vào cái ông thầy để ông dạy cho mình những cái bài để mình luyện thi đó là nó chắc chắn rồi. Bây giờ cái kết quả nó đã hiện khởi một cách rõ ràng, cái thành tựu của mình đã đạt được rồi. Cho nên nó là cái niềm tin lúc đó nó được gọi là xác quyết. Cho nên chúng ta phải từng bước, lúc đầu thì chúng ta cái người sơ cơ, cái tâm còn non yếu, thì chúng ta phải đặt một cái hình tượng để đặt cái niềm tin mình với những cái đối tượng cao quý. Ví dụ có thể chúng ta làm tượng Phật, hay là hoặc là các cái vị thánh tăng chẳng hạn, để chúng ta đặt cái niềm tin, mỗi khi chúng ta nhìn vào cái tượng thì nó nhắc nhở chúng ta về cái ân đức Phật, hay là chúng ta nhắc nhở chúng ta về cái hạnh lành của các bậc thánh, để chúng ta noi theo, chúng ta tu tập. Rồi khi mà chúng ta nỗ lực học hành, mỗi lúc
củng cố cái niềm tin của mình càng vững vàng hơn. Một khi mà mặc dù mình chưa có, mình chưa đạt đến thánh đạo thánh quả, nhưng mà khi mà ai nói một cái điều gì nó không đúng với cái quy luật về nhân quả, thì chúng ta cũng không xu hướng theo, cũng không có chạy theo họ. Bởi vì á, mặc dù chúng ta chưa đạt đến thánh đạo thánh quả, nhưng nhờ chúng ta học rồi chúng ta suy tư, chúng ta thực hành, chúng ta thấy rõ ràng về cái định luật nhân quả rồi, chúng ta không còn hoài nghi, chúng ta không còn phân vân, chúng ta có một cái niềm tin tương đối nó vững vàng. Do đó mà chúng ta không có thể mà bị lôi cuốn theo những cái phương pháp sai lầm. Rồi khi chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, hiểu biết rõ, thấy được cái tính chất của chân đế, hay là thấy được cái lý tứ thánh đế, thì mặc dù là còn là phàm nhân, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta cũng được củng cố một cách vững vàng, không có lay động nữa, không còn tin vào những cái tà thuyết sai lầm. Cho nên á, trong bài này, trong câu này thì Đức Phật dạy những cái người Cà La Má là không nên dội vàng tin mà cũng không dội vàng bỏ, không tin theo truyền thống, theo truyền thuyết, theo các cái định kiến, theo cái của thế tục, mà chúng ta phải trước khi xác lập niềm tin, chúng ta phải cẩn trọng xem xét. Trong rất nhiều bài kinh thì Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về cái sự xác lập niềm tin này. Cho nên chúng ta khi mà có cái ý hướng muốn tìm cái con đường tu tập, thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận, xem xét rồi suy tư, lựa chọn cho mình một cái hướng đi. Những cái tôn giáo nào mà chỉ cho chúng ta từ bỏ, sửa đổi những cái sai lầm, làm cho chúng ta phát triển về cái trí tuệ, có sự hiểu biết sáng suốt, không có mê mờ, không có hoài nghi, một cái đời sống tương đối an ổn, không bị vướng mắc ràng buộc bởi những cái nghi thức, rồi phải luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh xem xét cái tư tưởng của mình, những cái suy nghĩ, những cái tác ý. Thường ngày mình luôn luôn mình phải thành ra đó, trong cái lời Phật dạy trong Pháp Cú Kinh, chúng ta không làm mọi điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, hay là thanh lọc, có vị thì dịch là thanh lọc nội tâm. Mà cái sự giữ gìn tâm ý trong lành hay là thanh lọc nội tâm, nó là hết sức quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta có một cái nội tâm an tịnh, một trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta sẽ thực hành dễ dàng hai cái điều. Tức là khi mà chúng ta có trí tuệ, một cái nội tâm an tịnh suốt đó, thì chúng ta sẽ hướng về con đường thực hành các điều lành. Cho nên cái điều quan trọng là sau khi học thì chúng ta phải suy xét cẩn thận, thường xuyên quan sát về những cái suy nghĩ, những cái tác ý của mình một cách cẩn
cẩn trọng thì như vậy chúng ta sẽ có một cái đời sống an vui tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại này. Mà khi quý vị thường xuyên gìn giữ những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động tốt đẹp, an tịnh, thiện lành, thì mỗi ngày thì nó tạo thành cái thường nghiệp. Mà chính cái thường nghiệp này á, nó sẽ dắt chúng ta đi tâm. Rồi, mỗi ngày chúng ta huân tập thường xuyên, thì sao? Nó tạo mình một cái thường cận y duyên. Mà cái thường cận y duyên này lâu dần nó sẽ trở thành cái tánh, những cái tánh, những cái hạnh lành tốt đẹp ở đây không phải tự nhiên có, nhờ chúng ta hiểu biết và dung bồi để phát triển nó trong nhiều kiếp sống, và chính nó là những cái hành trang nó sẽ đi theo chúng ta trong suốt quãng đường luân hồi tái sanh. Thì qua cái câu 65 này thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị một vài hiểu biết, những cái suy nghĩ và qua những cái phần nghiên cứu, những cái chú giải của các vị tôn đức trưởng lão, qua cái lời dạy của các vị hòa thượng, để có hiểu biết những cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như quý phật tử có thêm được nhiều cái hiểu biết lợi ích cao quý qua cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh, và nhờ đó tạo một cái nền tảng ngay trong đời sống hiện tại, quý vị sẽ có một cái niềm tin phân biệt cái nào là những cái niềm tin chân chánh, cố gắng nói thẳng xa những cái niềm tin sái quấy. Rồi thường ngày chúng ta tạo lập những cái điều tốt đẹp, suy nghĩ những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp thiện lành, làm những điều tốt đẹp thiện lành cho bản thân và những người xung quanh. Cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với cái thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và cho chúng con thời pháp ngày hôm nay. Dạ con không biết là đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ cho con xin tín hiệu. Hello. Hello. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được con không ạ?
Dạ, mô Phật, trên hết con xin kính lễ chư đông tôn đức tăng, kính lễ thầy Cao Pháp, thay mặt lớp học cảm ơn thầy Cao Pháp Thanh rất nhiều. Tôi đã nghĩ giải bài hôm nay đó là nói tóm lại là không làm các điều ác, làm các điều lành, luôn giữ tâm thanh tịnh, đó là chư Phật dạy. Dạ, bố Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây là vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, sư thay mặt lớp học hồi hướng trước này đến cho khi là cân bằng quý thuộc của quý vị đã quá bản. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sanh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện đây là nhân đưa đến bạn trong ngày vị lai. Và kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu mong tâm bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Ước mong gặp lại tất cả chư tôn đức và tất cả quý vị vào tối mai. Tối mai cũng là giờ của Pháp Sư Pháp Thanh. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị ạ. Một Phật.